Lượng cũng xin chào quý cô chú anh chị em buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay Lượng vẫn tiếp tục ngày mưu sinh đi cuốn 70 đồng nha quý cô chú anh chị. Thì đầu video Lượng xin chúc quý cô chú anh chị em thật nhiều sức khỏe, xem clip thăm 70 giải trí vui vẻ nha. Thì Lượng cũng vừa tới điểm thăm nè. Đó. Đây Lượng chuyển camera là giới thiệu điểm thăm chục hôm nay nha. Đây là địa điểm của Lượng đặt nè. Lượng đặt cặp về theo cái bờ đó. Cao quá, dài qua tới bên kia luôn. Đó. Thì Lượng quay vòng cho quý cô chú anh chị em, chạy vòng xuống bờ Lượng đặt đó. Thì cái đám lúa này là Lượng đặt đêm nay nữa là đêm thứ ba rồi. Nhưng mà nó vẫn trúng bình thường nha quý cô chú anh chị. Đây là thành quả hầm buổi tối nè. Đây. Đây là hầm buổi tối, nhiêu đây là ngon của chú anh chị. Tối đây là tầm 5 kg đó. Hai con nhum này bự chà bá, con này là khoảng 8 8 9 lạng nha. Con này thì cỡ 5 6 lạng. Đó, hai con nhum không thấy là 1 kg rưỡi à. Còn như đây 3 kg rưỡi chuột nữa là bình thường nha. Bây giờ lần sáng lần đi cuốn. Giờ lần xin mời quý cô chú anh chị em cùng đi cuốn mấy chục buổi sáng nha. Cái với một con đây, hai cái với một con này có những con chim luôn đây anh, vậy cái chim này đó, mấy cái gần gần đây lần đáy đây đi, đi xuống dưới kia. Tối này nó chạy như gà vậy đó, chạy quá thì chạy luôn. Đặt bờ này thấy nó ít dính này, dính còn hơn đó. Sáng sớm thấy giờ này thấy vào cái dính hai con thấy phê rồi, đừng thả đây đi. Bờ này đang đặt thơ là do nó không có luồng, nó dạt là dạt về bên mấy hàng cây cao hết, mình bác hết đang cái dính luôn, trục này nhỏ nhỏ không này, cái sao đây, cái này dính luôn, nó nhét hết trời có trăng đó, nó không đi sáng nó mới đi. Tính ra năm cái này dính 4 con là ngon. Cái này cũng có một bán nữa. Nó dựng quên bấm máy luôn. Chút lại. Sắp to. Hết. Đừng cắt 6 cái. Sau cái này dính được hai con mini, Lượng quên bấm máy luôn của chúng chị. Chút xíu. Này, bẻ hai cái này. Lượng đặt ra chỗ này là chứ. Giờ nó hết dám chạy luôn. Dính ít. Đây, hai cái nằm dưới đường. Á luôn. Còn không? Đặt dính đều đều, có cái nữa kìa. Cái này dính nữa. Đi, anh bự nha. Đây, của chúng thì xuống. Đặt chỗ còn có cái mới dính, cái phê đấy. Làm cái nghề này, nó cũng không cực gì mấy. Đó, cái lũ chạy xuống. Nhưng mà không đi ta, hai cái nữa. Nó bể làm sao, đang trọng nữa. Đừng đi thăm trễ á, sáng sớm đừng ngủ trễ, ngủ quên 6 giờ lần mới nhà mới đi. Đây là hai cái chứ đừng con, cái nó bị đá bậy. Đặt chạy khơi khơi ngoài lộ, đừng có tự ban vô thôi, khỏi có phải đi vô lùm vô bụi gì cho mệt. Cái này bị tông ngay lộn xuống vậy, không biết có tông tại đặt trên này là dính chạy trên kia. Dính hơn mất tiêu dính nè, dính là lộn cụ cái bể rồi đây. Ồ, con này mập bích đập của chú anh chị ha, sướng cũng chẳng thúi quá trời luôn, có hai cái dính còn nữa.
Đây, con này cũng được. Ông Vinh, cái này dụ gì? Đây và có này, nó cũng ít nên mình đặt ít, nhưng lâu đây mình qua một giờ một cái bữa sót đây một cái được này, này có cái bẫy này. Này không nhìn luôn, đặt bữa nay là bữa thứ ba, đặt hướng kia là hai bữa dính hai mấy ký, bữa đầu tiên vứt cho 15 kg, bữa sau vứt 7,5 kg. Anh em nào nói đặt rồi đặt lại không dính, dính nhưng mà số lượng nó nhiều nên dính nó nhiều, mình ít mới có là nó không dính là phải. À ở đây hết rồi chứ gì, đây kia bờ kia vẫn còn à, nó còn chạy gọt kẹt ban ngày mà nó làm ghê lắm. Nhận như giờ nó ở lan, nó không có vô hang được, nó dựa vô đây hết. Các cô chú anh chị em nó chạy ra chỗ này, góc chỗ này qua lưng ra đây, nó chạy gần cả chục con nhắm góc hết trơn nè, chạy theo đường này đi ăn. Rồi, thằng quan kia mình tiếp. Rồi, tới đây lần hành tiếp. Nó sẽ căng bóng. Lộn ra ngoài đường luôn vậy anh hai. Này, con lương thông nó chọi quá trời luôn, nay nó bể hết vô. Ngày bữa trước người ta chưa có vô. Nó ra nhiều lắm. Cái đó nó bị đập. Không biết. Cái này thì to nữa. Biết đi kêu gì luôn lắc đây mà thông ra khớp rồi lại. Không biết luôn. Quệ lắm mà. Cái này dính đừng còn chặt không dính nữa luôn, nó còn dính được không? Cái này sạch cái ra đây dính không, dính được không? Cái này dính ít à, hy vọng ngoài này dính chừng 30 con, không dính luôn, quá vẻ à. Cái này cũng có một cái dính chưa nhìn đi, đã dính được có 2 con rồi trời, mười mấy cái rồi. Né vậy hết luôn, cái này không biết cái trong dính, trong dính đừng con. Không dính luôn, cái nó dính không. Đó. Chỗ này lúc trước là anh đi vì hầm bà cử dính 3 con, này đường này nó hết chạy, chạy đường khác nó không dữ lắm, đường nào nó bị dính rồi là đặt lại ngay chỗ đó là không dính rồi. Rút kinh nghiệm đây đó, cỡ này ngon
Nó trồng trong mình vác nó cũng lên hơi hư cái. Cái này tối dính vừa hết dính. Mấy ông kia không? Biết cách đặt. Tối dính sáng dính là đặt dính rồi phải dời điểm ra xíu. Đây. Tối dính con này. Đây, con này cũng được. Nhưng mà lỡ cái này thì cái này nó luồn ra nè, quên người đặt rồi đó. Này đặt lại nó không dính là nó không đi đường đó luôn, con khác nó cũng không đi nữa chứ hay là con đó luôn coi chứ gì. Ở đây thường là nhờ tối nó dính đều ấy luôn. Có mấy cái này dính hết. Này dính ơi. Lại nghe. Cái dính cái hông. Đây nó hết vẫy cũng được, không mớ nữa. Gì chỉnh gì vậy? Mày đừng có một cái có dính này, đường này chạy ra dễ dính. Trời ơi, con hư. Đây, ngon. Sướng. Còn có cái này, cái này chưa duyên đâu. Cái này từ đó giờ nó sọc. Mà không dính ngoài luôn. Ngon. Này đầy vào ấy mà không có nhiều chuột. Còn con này khoảng chừng 7-8 cái, 10 cái nữa. Thầy dính con chim. Có mồi. Con chim này ngon lắm rồi chứ gì. Chim này cần nghịch hay móc xéo gì nè. Nó chạy dính được hai con chim. Đây là hai cái dính con thôi. Cái này chết ta. Cái này chết quẻ. Đây, đây. Quẻ luôn. Dựa vô đám chành. Giữ dòng. Bao cái này không dính luôn rồi. Để cũng thăm cái này rồi dính lần ngoài tiếp không có dính lần gồm 7 lần uống một cái chuyên về nó chạy vô. Ngon này hai cái hai con luôn đúng không? Đó đây đây ba con ngon này con nè bốn con để ở đây nó hỏi mình vô.
Rồi, mình khách vải rồi. Từng hẹn cô chú mình chút xíu về nhà lên tổng kết luôn nha. ba con bốn con con thì cũng đông đông chị em sáu con đang quay camera 23 con vui đây chi vậy kìa rồi 36 con cô chú về đó, để lần cân lại một lần nữa rồi tổng kết từ tối giờ được bao nhiêu ký này chị Hồ nói mấy ký hôm tối này luôn nè luôn hôm à luôn hôm á là bữa nay là giết lại mà như đây á bảy cái rưỡi 8 cái rưỡi còn được 7 cái rưỡi cô chú anh chị đây đó là thành quả của lần đặt từ buổi tối thăm buổi tối với buổi sáng nay là được 8 cái rưỡi trừ cái lọng ký là còn 7 cái rưỡi nha rồi video tiếp thăm bảy chuột của lượng đến đây cũng xin kết thúc nha cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem video nha đó. Quý cô chú anh chị mình xem vào lúc thấy vui á thì cho lượng xin một like một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh càng ngày càng phát triển nha cô chú anh chị và lần cảm ơn quý cô chú anh chị mình cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều nha bây giờ lần xin chào hẹn quý cô chú anh chị mình video tiếp theo.